Từ cuối năm 2021, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chủ động lựa chọn cán bộ từ các đơn vị trong toàn quân và đã tổ chức huấn luyện các khóa sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, huấn luyện tiền triển khai cho các sĩ quan này. Các sĩ quan được cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ lần này cũng đã được tham dự các khóa tập huấn chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với nhiều nội dung quan trọng, đảm bảo có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Cho đến lúc này thì sau một thời gian chuẩn bị khá là đầy đủ kỹ lưỡng, chúng tôi được trang bị rất nhiều kiến thức về quân sự quốc phòng, về đối ngoại, về kiến thức về chuyên môn, thậm chí kiến thức về gìn giữ hòa bình, kiến thức có thể để đối ngoại trong môi trường đa quốc gia, môi trường quốc tế. Thì cảm xúc của chúng tôi là xác định việc đầu tiên là mình luôn luôn là khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng nhận và có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Thứ hai là chuẩn bị làm công tác hậu phương gia đình tốt, xác định là sẽ dù có khó như nào thì vẫn phải cố gắng. Với cái vai trò làm sĩ quan truyền thông thì tôi đã phải làm chuẩn bị về tất cả các mặt. Đầu tiên kể cả từ tâm lý, sức khỏe hay về chuyên môn, nghiệp vụ. Như đồng chí biết thì làm một sĩ quan truyền thông thì chúng tôi cũng phải có kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực truyền thông, quay phim, chụp ảnh, viết bài. Và cũng nhờ có sự quan tâm sâu sát của các thủ trưởng, tôi đã được tham gia các khóa tập huấn liên quan đến nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và cũng liên quan đến các cái kỹ năng truyền thông. 7 sĩ quan Việt Nam được cử đi tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đợt này sẽ đảm nhận các nhiệm vụ như sĩ quan tham mưu tác chiến, quan sát viên quân sự, tham mưu huấn luyện, truyền thông, tham mưu công binh hạng nhẹ tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và phái bộ UNISFA. Đặc biệt, trong lần triển khai này, Việt Nam lần đầu tiên triển khai 2 sĩ quan tới phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi. Liên minh châu Âu cũng nhận thấy cái kết quả tích cực mà quân nhân Việt Nam đem lại ở các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ấy, thì có thể tận dụng được, và họ đã mời quân đội nhân dân Việt Nam cử các sĩ quan tiêu biểu của mình biết 2 ngoại ngữ, đã từng có kinh nghiệm trong cái hoạt động huấn luyện để sang làm giảng viên cao cấp của họ ấy, ở cái phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu. Đây là một cái đề nghị tôi cho rằng rất khách quan, nhưng mà nó cũng thể hiện được cái uy tín của sĩ quan của chúng ta sau một cái chặng đường mà chúng ta đã thành công khi chúng ta phối hợp hoạt động ở trong một môi trường đa phương. Cũng tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng 7 sĩ quan được lựa chọn cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các phái bộ đợt này, đồng thời yêu cầu các đồng chí tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội, phát huy truyền thống của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đoàn kết với đồng nghiệp quốc tế và nhân dân tại địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của 2 sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm kỳ tại phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi